xin thương dung thứ nguyện cho từ ngày nguyện cho từ ngày người đã là con nhà có đạo, mỗi người chúng ta đều phải sống 80 phút thở. Một ngày qua đi mà không sống 80 phút thật là một ngày vô phúc. Một năm trôi qua mà không sống 80 phút thật là một năm vô phúc. Vì sao? Thưa, vì 80 phút thật hiến chương nước trời là tin mừng của tin mừng. Nói cách khác, 80 phút thật là cốt lõi của tin mừng.
chị em, chúng ta thường nói lòng đầy miệng mới nói ra, và đó là nguyên tắc trong việc điều tra trắc nghiệm tâm lý. Chúa Giêsu còn bảo rõ hơn: cây xấu sinh trái xấu và ngược lại. Ai không hiểu nguyên tắc sống cơ bản này thì thật là mê muội như lời chỗ hôm nay. Ai không phân biệt được tốt xấu, đúng sai trong cuộc sống thường nhật là kẻ có tai mà không nghe. Vậy xin Chúa giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy để biết làm phát sinh trái thật tốt, biết phân biệt rõ ròi đúng và sai. Amen.
Chị em và cùng lội tài rồi mài đàn về vậy rồi xin Đức Bà Maria trọng đời đồng trinh các riêng thần các thánh và anh chị em được đổ cho rồi từ quả Thiên Chúa của chúng ta trong muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô. Tại đích sắp sáng thế, Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: Ngươi ở đâu? Ông đã thưa: Tôi đã nghe tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng tôi sợ hãi vì tôi trần truồng và đang ẩn núp. Đó là lời Chúa. Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng tôi dung thân từ đời nó trải qua đời kia. Thân lạy Chúa, Chúa là chỗ chúng tôi dung thân từ đời nó trải qua đời kia. Alleluia, Alleluia. Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo và họ không có gì ăn. Người gọi các môn đệ và bảo: Ta thương đám đông vì này đã 3 ngày rồi họ không rời bỏ ta và không có gì ăn.
đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lời Chúa chúc tụng Chúa là Chúa tề càng khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con ban này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên ban nuôi sống chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa đạo đạo trời đất, trời đất này vinh quang Chúa. Ôi Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân dân Chúa là để hoa hồng trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng cùng nguồn mọi sự thánh thiêng, vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thôi những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bắn ta ơn bè ra và trao cho các muôn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Mình thần Chúa Kitô. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này cả thần thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mai nguyện nguyện sao sống lại, tôi tin làm sống bền. Đại nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa xin giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm buồn thù, đừng trao người cho ác tâm buồn thù. Chúng con kể vì sân Chúa nhân từ, cho linh hồn Phao-lô được lên chốn nghỉ ngơi. Hân hoan chúng con về đây mang tình yêu mơ ước nằm say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa ban cho bà được ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đấng đã tha tội ban cho bà được cùng an sắc mình. Nhờ vì sức dầu thánh này, xin Chúa ban cho con được đầy Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đấng đã tha tội ban cho con được cùng an sắc mình. Nhờ vì sức dầu thánh này, xin Chúa ban cho con được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đã tha tội cho con, ban cho con được cùng. Nhờ vì sức dầu thánh này, xin Chúa ban cho con được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đấng đã tha tội ban cho con được hồn an sáng. Nhờ vì sức dầu thánh này, xin Chúa ban cho con được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đấng đã tha tội cho con ban cho con được hồn an sáng. Nhờ vì sức dầu thánh này, xin Chúa ban cho con được Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đấng đã tha tội ban cho con được hồn an sáng. Nhờ vì sức dầu thánh này, xin Chúa ban cho con được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đã tha tội ban cho con được hồn an sáng. Nhờ vì sức dầu thánh này, xin Chúa ban cho con được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đã tha tội cho con ban cho con được hồn an sáng.
Chúa đi xin Chúa Thánh này xin Chúa ban cho người ơn Chúa Thánh Thần xin Chúa đã sao cầu con được Chúa. Chúa xin Chúa Thánh này xin Chúa ban cho người ơn Chúa Thánh Thần xin Chúa đã sao cầu con được Chúa. Vì xin Chúa Thánh này xin Chúa ban cho người ơn Chúa Thánh Thần xin Chúa đã sao cầu con được Chúa. Bài trích sách Đức Phổng Ca. Nếu người muốn tốt thì các giới ra, việc trung thành thì các giới ra là vì ơn ngươi. Sao mưa con đường người những người cô đi cơ, anh em thân mến, chúng ta có bàn cả sự khôn ngoan với những người toàn thiện. Chúa cùng anh chị em và cùng cha Chúa Giêsu theo Thánh Ma-thi-ơ. Lạy Chúa, kính thân Chúa. Lạy Chúa Giêsu phán cùng cả môn đệ rằng: các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay cả tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ nộp vì các con. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén báo Thầy. Máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến. Linh báo thân Chúa Kitô.